Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 967 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Tập 966 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Tú Tài, bạn Lê Thị Minh Anh và bạn Mai Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage misu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam bạn nam này quê ở kiên lương kiên giang hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại phú quốc bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện một chuyện là do mẹ của bạn và dì tư của bạn đã trải qua Và một chuyện là do dì thứ ba của bạn đã trải qua Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn kể lại Chuyện này xảy ra cách đây khá lâu Lúc đó mẹ của bạn còn nhỏ Chỉ mới cỡ 15-16 tuổi mà thôi Thời điểm đó thì vẫn còn chiến tranh Chứ chưa có giải phóng nha các bạn Mẹ kể rằng hồi xưa nhà của ông bà ngoại rất là nghèo, nghèo đến nỗi mà cái nhà không có cái cửa ra vào luôn các bạn. Nhà được dựng bằng những cái miếng mê bồ được làm bằng tre đang lại đó. Thì ông bà ngoại của bạn á là có tổng cộng 10 người con. Mẹ của bạn á là người con thứ năm. Thì thường mẹ với lại dì tư của bạn á là tối hai chị em sẽ ngủ chung với nhau. Mà đối diện nhà của mẹ hồi xưa á, là có một cái cây bông giấy cái cây bông giấy này á thì trước đó nữa cái lúc mà mẹ còn nhỏ đó là có một cái tốp lính mỹ các bạn khi mà đi tuần á là đi ngang qua ngay cái chỗ đó thì đã bị chết tại cái cây bông giấy thì nghĩ rằng chắc là bị đục kích chết và nguyên tốp lính mỹ tầm khoảng mấy người là chết hết luôn chết ngay cái chỗ cây bông giấy là đối diện với lại nhà ông bà ngoại nha thì sau khi mà tốp lính mỹ này chết thì nói chung là cũng không có thấy gì nhưng cho tới một hôm cái hôm đó đó là ông ngoại của bạn á đi làm về khuya lúc đó là tối khoảng chín giờ mấy 10 giờ rồi nhưng mà ông ngoại vẫn chưa có đi làm về còn bà ngoại á thì ngủ với lại á là những người em nhỏ hơn ở trong buồn còn mẹ với lại dì tư á thì cũng ngủ chung với nhau bình thường các bạn và khi mà ngủ là có để một cái ngọn đèn dầu leo lét ở ngay cái bàn giữa nhà đó thì trong cái lúc mà mẹ dì tư văn mùng xong cái lên nằm mà mẹ hôm đó thì mẹ cứ trằn trọc không có ngủ được lạ vậy đó cứ trằn trọc không ngủ được bình thường á là lên nằm chút xíu là mẹ đã chìm vô giấc ngủ rồi nhưng mà hôm đó cứ trằn trọc hoài không ngủ được thì trong cái lúc mà mẹ mở mắt ra đó vô tình mẹ mới nhìn ra ngoài cửa thì khi mà nhìn ra ngoài cửa mẹ thấy một người mà cái người này rất là cao mà đang thui thùi lùi các bạn đen thiệt là đen luôn không có thấy được mặt mũi gì hết chỉ thấy một màu đen thui thôi mà mẹ thấy rất là rõ là người này á đội một cái nón tay bèo của lính Mỹ hồi xưa rằng ri rằng ri á với lại mặc cái bộ đồ lính Mỹ. Mà không phải là bước hẳn vô nhà mà chỉ đứng ở ngoài ngay chỗ cái cửa chính hả? Thì cái người này đứng ở phía ngoài, đứng ở phía ngoài cái miếng mê bộ các bạn. Thì lúc đó là mẹ nhìn thấy cái người này cứ lắp ló ngoài đó mà cái đầu cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè. Các bạn tưởng tượng ha, mẹ nhìn thấy cái người đang thui cái mặt đen thui mà cứ lắc qua lắc lại cái nón hả nó cứ lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại vậy đó thì ban đầu mẹ không biết là ai nhưng sau đó cứ nhìn kỹ lại vẫn không thấy được cái mặt cho nên mẹ rất là sợ thành ra mẹ mới kêu dì tư lúc đó là dì tư đã thiêu thiêu ngủ rồi thì mẹ mới kêu chị tư chị tư chị tư chị tư nhìn ra ngoài cửa chị tư coi ai kìa ai đứng ngoài cửa thì chị tư chị nhìn ra coi chị có thấy không thì lúc này dì Tư mới giật mình Và dì Tư có nhìn ra Thì dì Tư của bạn cũng thấy Và dì Tư cũng thấy y chang như mẹ luôn Là thấy cái người này đang thui thùi lùi Từ trên xuống dưới mà Đội cái nón tai bèo rằng ri của lính Mỹ Và mặc bộ đồ lính Mỹ nha các bạn Thì lúc này á là giống như cái người đó Đang chọc ghẹo hai chị em vậy đó Cứ lắc qua lắc lại cái đầu lắc qua lắc lại vậy nè Cứ ôm cái tấm mê bộ ngoài đó Và cứ lắc qua lắc lại vậy ha thì lúc đó là hai chị em quá trời sợ rồi cho nên hai chị em mới ôm nhau thì một hồi sau á là ông ngoại về mà khi mà ông ngoại về á là hai chị em nhìn ra vẫn còn thấy cái người đó mà không biết rằng đó là ông ngoại có thấy hay không hay là ông ngoại thấy mà giả bộ như là mình không thấy để mà trấn an con cái thì lúc mà ông ngoại bước vô nhà đó là hai chị em kêu liền tại vì vẫn thấy người đó đứng đó cho nên nó là dì tư á mới nói với ông ngoại rằng á là cha 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 nhìn kìa cha nhìn kìa ở ngoài miếng mê bồ á là có người đứng ngoài đó cha nhìn kìa cha cha nhìn kìa cha cha thấy không cha thì lúc này á là ông ngoại nhìn ra ông ngoại nói có ai đâu con nhưng mà mẹ và dì tư đều thấy kìa cha kìa cha đang đứng ở ngoài lắc, lắc 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 cái đầu kìa thì ông ngoại mới lại đằng chỗ cái bàn á lấy cái đèn dầu của các bạn xong cái ông ngoại mới hả là đem ra ngoài xong cái ông ngoại để cái đèn dầu đưa qua đưa lại vậy nè đâu đâu có ai đâu đâu có ai đâu thôi hai thằng bay ngủ đi hả đâu có ai ngoài đây đâu mà trong khi mẹ nói rằng nha cái lúc mà ông ngoại để cái đèn dầu ra đó là cái người đó đó còn đưa cái mặt vô gần cái ánh đèn dầu các bạn tưởng tượng ha thí dụ như ông ngoại đứng cạnh đèn dầu lắc qua lắc lại vậy nè thì người đó cũng đưa cái mặt vô sát ngay chỗ cái đèn dầu ông ngoại lắc qua đây thì người đó cũng đưa cái mặt đưa qua đây ông ngoại đưa qua đây thì người đó cũng đưa cái mặt qua đây là theo cái tay của ông ngoại mà người đó là đưa cái mặt đưa qua đưa lại mà cái mặt đen thui thùi lùi các bạn ông ngoại mới nói rằng đâu có đâu đâu có đâu thôi hai người hả ha, ha, hai bay ngủ đi không có gì đâu hả nhìn lầm thôi mà thiệt tình không biết là ông ngoại có thấy hay không Hay là nhiều khi ông ngoại thấy mà ông ngoại giấu các bạn Thì sau đó là mẹ với Tư sợ quá trời luôn Không dám giờ nữa nhắm mắt lại nhắm hồi cái ngủ quên luôn Thì đó là cái câu chuyện mà mẹ và dì Tư của bạn đã trải qua Vào hả là lúc mà mẹ của bạn còn rất là nhỏ và tiếp theo câu chuyện thứ hai chuyện này là do dì ba của bạn đã trải qua dì ba là chị của mẹ đó thì chuyện này đã xảy ra vào thời kỳ sau giải phóng khoảng mấy năm mà thời xưa thì các bạn biết rồi nhà cửa rất là thưa thớt với nhau xa xa mới có nhà lúc đó đó là nhà của dì ba với lại nhà của ông bà ngoại là cất kế cạnh bên nhau nha các bạn ở phía sau là có nguyên một cái con sông cũng lớn thì à, lúc này dì ba đã có gia đình rồi, có hai người con, một đứa là 10 tuổi, một đứa cỡ 7 tuổi. Thì do là nhà nghèo mà, cho nên nó là dưỡng ba của bạn á là nhiều khi hay đi làm, mà khi mà đi làm á là có bữa, ngày nào dưỡng ba cũng về. Còn có bữa là mấy ngày mới về một lần các bạn, cho nên thường á là dì ba của bạn sẽ ở nhà trong hai đứa con, nhà ông bà ngoại thì kế bên. Thì dì ba kể rằng á là có một hôm, cái lúc đó là đang ngủ vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang ngủ, ngủ ngon vậy lắm, dì ba thì ngủ chung với hai người con của mình, đang ngủ ngon vậy lắm cái tự nhiên dì ba của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thì thấy lúc đó trời đã khuya rồi, nhìn ra ngoài mùng á thì thấy có người ngồi ngoài mùng. Mà cái người này á thì do là trời tối các bạn cho nên đó là không có thấy được cái người này ngồi cái mặt mày sao chỉ là ngồi đưa cái lưng vô các bạn tưởng tượng ha ba mẹ con nằm trên giường người này ngồi á, là đưa cái lưng vô trong thì khi mà dì ba say lại dì ba thấy cái người này là cái do là trời tối cho nên thấy đen thui à cho nên nó là dì ba cứ tưởng rằng á là dưỡng ba đi làm về mà khi dưỡng ba đi làm về thì thường dưỡng ba sẽ chung vô ngủ nằm ở ngoài cùng còn đằng này tại sao cái người này lại ngồi ngoài cho nên nó là dì ba mới nói hả là à, sao mà về á mà không vô ngủ đen. anh À, khuya rồi ngồi ngoài đó làm chi vậy Vô ngủ đi Mà cái lúc mà dì ba nói như vậy Thì cái người đó cũng không nhúc nhích Và cũng không quay lại Cũng không trả lời dì ba Thì dì ba mới thấy vậy Dì ba nói anh đi vô ngủ đi Làm gì khuya rồi mà ngồi đó nữa Đi vô ngủ đi Mà nói lần này cũng không trả lời cho nên nó là vì ba cũng hơi bực các bạn thì khi mà vì ba bực á vì ba mới ngồi dậy có lúc vì ba ngồi dậy vì ba mới đưa tay đánh một cái bớt vô cái lưng của người này tại vì người này đang ngồi xây lưng vô mà cho nên vì ba của bạn mới đưa tay vì ba đánh một cái bớt vô trong lưng thì khi mà vì ba đánh một cái bớt vô trong lưng vậy đó người đó cũng không nhúc nhích các bạn mà cái lúc mà vừa đánh xong vậy nè cái tự nhiên vì ba cảm thấy như cái tay của mình á là sao mà nó nhức nhớt nó nhức nhớt nó nhầy nhầy sao vì ba nó ủa mà sao kỳ ta rõ ràng mới nãy tay gì ba là sạch mà bây giờ tự nhiên vừa đánh vô lưng người này cái là thấy nhớt liền xong cái gì ba mới đưa lên hửi cái tay của mình thì thấy cái tay mình tanh ói à rồi khi mà gì ba dòm lại á thì thấy người đó đã biến mất tiêu rồi các bạn cho nên gì ba biết rồi ma rồi mà cái tay mà nhấc nhớt tanh tanh vậy á thì chắc là ma da thành ra là dì ba cũng sợ lắm dì ba cũng chùi 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 chứ không dám là bước xuống để mà đi rửa tay nữa rồi dì ba nằm xuống ráng ôm con á là ôm sát vô trong vách để mà nằm đó chứ không dám bước ra các bạn thì cho tới sáng ngày hôm sau á là khi mà dì ba xuống bếp ha thì dì ba thấy cái nồi cơm dì ba nấu mà còn cơm nguội á là cái nồi cơm á mở ra còn hả là cơm á các bạn không phải là hết nhưng mà bị do tròn cứ một cục một cục các bạn tưởng tượng cái viên bi hồi xưa mình chơi bắn bi á các bạn là cứ bị do như vậy đó là cục cơm nhỏ nhỏ vậy nè thiệt là tròn luôn mà thí dụ như nếu mà mình cái tay người của mình mà xe thì nó cũng không mà tròn như vậy nữa không thể giống như là có cái khuôn ập vô khiến cho nó tròn rất là đều còn đằng này cơm nha mà bị xe lại bị do lại ha cứ một cục vậy đó rồi á là từ ngay chỗ cái bếp ha, là cục xong cái cách khoảng cái cục, cách khoảng cái cục, rất là nhiều, trải dài ra tới mé xong rồi mất tiêu luôn. Thì khi mà dì Ba thấy cảnh tượng như vậy, cơm á mà do từng cục từng cục vậy, cứ rải 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 rải, rải giống như mình hả là mình coi tôm jerry mình thấy con mèo mình nó bẻ phô mát để mà nó dụ chuột đó các bạn là y chang như vậy là cục cơm từ bếp mà đi ra tới ngoài bé sông cứ một cục khoảng cách một cục khoảng cách một cục vậy đó tới ngoài bé sông thì hết thì vì ba rất là sợ tại vì cái thời điểm đó là dượng ba cũng không có thấy về cho nên nó là vì ba tối đâu dám ngủ nhà đâu thành ra là tối dẫn hai đứa con á là đi qua bên nhà của ông bà ngoại ngủ đi qua bên ông bà ngoại á thì dì ba mới kể lại cho ông bà ngoại nghe thì ông ngoại có đi xin bùa các bạn thời xưa đi xin bùa bắt đầu ông ngoại đi xin bùa kêu rằng á là dì ba cứ đeo trong người đi là sẽ không có thấy đâu rồi cái đêm đó thì dì ba mới an tâm Mới về nhà cứ nghĩ rằng mình đeo bùa rồi Cho nên đó là chắc nó không dám làm gì mình đâu Thì dì ba mới an tâm đem hai đứa con về bên nhà mình ngủ Nhưng cái đêm đó tự nhiên đang ngủ vậy đó Dì ba cảm thấy rất là nặng Rất là khó chịu ngay chỗ bụng ha Dì ba mở mắt ra thì thấy rằng có một bóng đen Đang ngồi ở trên bụng dì ba đó Khi mà dì ba vừa mở mắt ra ha Nó giả dì ba một cái bớt một cái Nó nói rằng là mày đeo bùa hả mày mày đeo bùa hả mày mà nó giả bớt 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 vậy đó mà nó chửi vậy đó mày đeo bùa hả mày đeo bùa hả xong cái nó đưa cái tay nó bứt cái bùa nó bứt cái bùa đi các bạn nó vụt qua một bên thì lúc đó dì ba không có chống cự được bắt đầu nó lôi dì ba các bạn mà nó nắm á là nó nắm tóc dì ba vậy nè tóc hồi xưa nữ để dài mà tối ngủ xả ra thì nó lôi tóc của dì ba nó nắm đầu dì ba á là nó lôi đi ra kéo ra ngoài bé xong trời ơi cái lúc đó dì ba không chống cự được mà cứ bị nó loi nha các bạn. Khi mà loi gần tới mé sông rồi thì lúc này dì ba mới la làng lên được. Khi mà dì ba la làng lên được rồi á thì ông ngoại nghe. Cái lúc mà ông bà ngoại nghe chạy ra thì dì ba thấy hả là nó bắt đầu buông tóc ra. Xong có nó nhảy một cái ùm xuống sông mà các bạn biết á là nó bứt hả là nguyên cái chùm tóc của dì ba bây giờ tới tận bây giờ vẫn không có mọc lại cái chùm tóc đó luôn. Khi mà bị lo vậy trời gì ba quá trời sợ rồi Còn riêng ông ngoại thì ông ngoại rất là tức Tức dữ lắm tại vì mình đâu làm gì đâu mà vô nhà của con mình phá vậy đó ha Thì qua ngày hôm sau ông ngoại có cầm cái cái phản á cái 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 phản đó các bạn đi ra ngoài tại vì ngay chỗ mé sông cái phía hướng bên nhà dì ba là có nguyên một cái bụi tre thì thường á là mấy xác chết á là khi mà chết voi hay tấp vô ngay chỗ cái bụi tre đó dữ lắm cho nên ông ngoại mới nghĩ rằng chắc là vong mà của mấy cái xác đó tách vô bụi tre thì vong một trong những người đó. Thì ông ngoại của bạn mới cầm một cái hả là cái phản ha, đi ra ngay chỗ hả là 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 ngay chỗ gần bụi tre đó bắt đầu đánh vô chém 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 vô mấy thằng tre nói rằng ở lạ hả má tụi bay hả con tao có làm gì tụi bay đâu mà tụi bay hả là phá con tao như vậy hả hả tụi bay vừa phải thôi nha còn ghẹo con tao còn hả là nhét con tao nữa ha là tao hả kêu thầy về á là ấy cho chết thì từ đó về sau với lại bà ngoại cũng có cúng nữa Thì từ đó về sau là dì ba không có bị gì nữa Mà cái vấn đề tới tận bây giờ nha các bạn Dì ba bị nắm tóc á, là bị đứt một chùm tóc Tới tận bây giờ vẫn không mọc được cộng nào Mấy chục năm rồi Thì đây là chuyện á, là do dì ba của bạn đã trải qua Và dì ba kể lại cho bạn nghe và tiếp theo câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay chuyện này của một bạn nữ tên là như và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta chuyện về ngôi nhà của người dì của bạn dì này là dì ruột luôn và dì này á là có mua một cái ngôi nhà ở trên đường cây bàng ở huyện bình chánh á thì ngôi nhà này á là cái lúc về thì dì cũng sửa sang lại rất là khang trang hồi xưa cái lúc mà mới mua nhà này ha là dì có bốn người con là khi mà mua là bốn người con đều ở chung các bạn và những người con này có người thì chưa có gia đình còn có người là đã có gia đình rồi là nói chung là quay quần ở trong cái ngôi nhà này gia đình của bạn là đạo công giáo nha thì khi mà mua cái ngôi nhà này về là có rất là nhiều hiện tượng xảy ra hiện tượng người trong nhà nhất là mấy đứa con nít bị nhét riết rồi sau này á là không còn ai ở nữa với lại khi mà ở trong cái nhà này á các bạn là gia đình gì của bạn á là cứ trần cứ giống như là cứ căng thẳng với nhau xong rồi á là cứ gây lộn cãi nhau và làm ăn không có được cho nên nó là cuối cùng á là đi hết trơn các bạn người nào cũng ra riêng cả còn riêng gì của bạn thì bây giờ đang ở chung với lại người con gái thứ hai người con gái này đang chăm sóc cho dì ở quận tân phú và ngôi nhà này tới tận bây giờ là vẫn còn không ai ở cả mà bán thì bán cũng không được các bạn thì bạn kể rằng á là cái lúc mà dì của bạn về cái ngôi nhà này thì mới nãy như thi nói là sống rất là bình thường quay quần hạnh phúc dữ lắm thì có cái người mà người này á là chị hai và chị chị này là chị cả chứ chị cả này á, là có chồng và có hai đứa con hai đứa con á, thì một đứa là 4 tuổi một đứa là sáu bảy tuổi thì chồng hai vợ chồng của chị hai này á, là làm nghề mà giống như là buôn đồ hải sản á, các bạn thì bình thường nếu mà chị không có đi á, là chồng của chị sẽ đi mà khi chồng của chị đi á, thì thường chồng của chị đi về rất là khuya mà nhiều khi á, là không có về luôn cho tới sáng hoặc là trưa hôm sau mới về thì nói chung là cũng bình thường ha Nhưng có một hôm Cái hôm đó là ba mẹ con đang ngủ trong phòng Hai đứa con thì nằm ở trong Chị thì nằm ở ngoài Thì nếu mà bình thường là khi mà chồng của chị về là sẽ nằm ở ngoài cùng ha Và lúc này chị đang ngủ mà Chị ngủ là chị đang xoay lưng ra ngoài Đưa cái mặt vô hai người con của mình thì trong cái lúc đang ngủ chị của bạn thì có một cái tánh rất là nhạy là khi ngủ mà thí dụ như ai mà mở cửa nhẹ một cái chị cũng biết chị cũng nghe chị giật mình mà cái lúc này chị của bạn đang nằm đang xoay cái 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 mặt vô trong cái lưng ra ngoài vậy đó cái tự nhiên chị nghe tiếng mở cửa một cái kịch một cái nhưng mà dạng như là cố gắng mở nhẹ nhẹ mà nó vẫn phát ra cái tiếng động thì lúc đó chị cứ nghĩ rằng á là chồng của mình về cho nên nó là chị không có xoay lại và cũng không có là nói chuyện nữa tại vì nói chuyện sợ rằng hai đứa nhỏ nó thức cho nên nó là chị cứ ừ mình biết rồi mình biết chồng của mình về cho thành ra là kệ ổng, chút xíu là ổng thay đồ xong cấm leo lên, lên giường nằm thôi thì chị cảm nhận rằng á là cái người đó đó là khi bước vô phòng mở cửa bước vô phòng xong rồi á là còn đóng cửa nhẹ nhẹ lại để cho ba mẹ con của chị ngủ rồi cái người này mới lợi đằng đây chỗ cái cái giá mà để treo đồ á các bạn là người này còn cởi cái áo ra cởi cái quần ra thì lúc đó là chị mặc dầu là không có mở mắt ra hẳn nhưng mà chị vẫn thấy giống như là mình khi mình nằm mình hí hí vậy nè thì chị vẫn thấy là người này cởi cái quần ra còn mặc cái quần tà lỏn nữa các bạn mà lúc đó thiệt tình là chị cứ nghĩ là chồng của mình thôi thì sau khi mà cởi cái quần dài ra xong ha là người này bắt đầu đi lại kế chị nằm nằm ở bên ngoài xong còn kéo cái mền đắp đắp xong còn quay lại Choàng cái tay ôm bụng của chị thì lúc đó là chị giống như là chị đã ngủ rồi thành ra chị cũng chả nói gì hết cứ nghĩ là chồng của mình bắt đầu chị ngủ cho tới sáng luôn cho tới sáng ngày hôm sau cái lúc mà chị đang ngủ á thì lại nghe tiếng mở cửa đi vô thì chị lúc này á là giật mình xong rồi sáng rồi thành ra là chị mở mắt ra luôn thì khi chị mở mắt ra chị thấy chồng của mình á là vừa bước vô đang đóng cửa lại mà trên người chồng của chị á là mặc cái bộ đồ đi làm á các bạn mà do là ấy đồ hải sản thành ra cái bộ đồ nó nó hôi nó tanh cái mùi hải sản dữ lắm thì chị thấy anh này á là đang mặc cái bộ đồ đi làm mà coi như cái mùi tanh nó sọc vô mũi chị luôn vậy đó mà đi sớm thì dòm đồng hồ thấy sớm thành ra chị mới nói rằng á là ủa Uh, anh đi nữa hả đi làm hả ủa sao hồi hôm á về khuya tại vì đêm qua là khuya lắm rồi thì chị nó ủa sao hồi hôm anh về khuya mà sao sáng đi sớm dữ vậy thì cái anh này vừa bước vô mới nói chị rằng ủa anh nói gì vậy anh mới về mà trời ơi hồi hôm này hả xe nó bị hư xe nó bị hư xong rồi phải sửa xe rồi cho tới cái chỗ mà bỏ đợi sản xuống á là lúc đó là khuya ba bốn giờ sáng rồi cho nên anh thấy khuya quá cái anh ngủ lại chỗ đó bây giờ anh mới về nè. Thì khi mà anh anh nói như vậy thì chị mới ngỡ ngàng cho nó. Ủa? Ủa là sao? Là anh mới về hả? Cái anh này nó ừ, anh mới về mà hồi hôm này xe hư, anh nói rõ anh em nghe không kỹ hả? Hồi hôm này xe hư. Thành ra là tới 3 4 giờ sáng thì mới tới cái chỗ mà hải sản cái đó là gì thêm không biết kêu là gì nữa mà mới tới đó thì tới đó là thấy khuya quá rồi cho nên anh ngủ lại đó luôn tính sáng mới về thì bây giờ mới về nè trời ơi còn mặc nguyên bộ đồ thấy nó hôi hết sức không để anh thay ra đi tắm cái vô ngủ thì lúc đó chị mới suy nghĩ nó trời kỳ vậy ta trong khi hồi hôm qua là mới nãy cái diễn biến nãy thì kể đó rõ ràng á là tuy rằng chị không có nghe cái mùi hải sản nha nhưng mà chị nghĩ cái người đó là chồng của mình Trời kỳ vậy ta Cái người đó vô phòng Xong rồi á, là còn nhẹ nhẹ nữa Là đâu có dám làm mạnh chứ Nhẹ 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 bước vô rồi cởi áo Cởi cái quần dài ra còn mặc cái quần tà lõn Nó chung lên mà bình thường á, là vợ chồng của chị Khi mà đi làm về là phải đi tắm Tại vì mùi hải sản nó rất là hôi Bây giờ chị mới để ý rằng là Ủa tại sao nó thay đồ ra xong cái mặt cái quần tà lõn cái nhảy lên ngủ luôn ôm mình nữa trời ơi trời không lẽ không phải chồng mình á trời thì chị rất là hoang mang hoang mang dữ lắm các bạn hỏi chồng chị kỹ thì chồng chị cứ trả lời vậy chồng chị đi tắm xong cái hả chị mới ra chị hỏi người này người kia trong nhà vậy đó hỏi rằng hồi hôm á là có ai vô phòng chị không nhưng mà ai cũng nói rằng ai cũng có phòng riêng hết đâu có ai vô đâu thì lúc đó chị cũng sợ các bạn nhưng mà chị cũng do là gia đình đạo chúa đó cho nên nó là cũng không có nói nhiều tại vì á là gì của bạn á là cứ chiều chiều á là sẽ thắp nhang cho gia tiên nè xong rồi đóng cửa sổ và uh, cũng hạn chế nói cái vụ đó dữ lắm thí dụ như nếu mà có ma gì đó thì gì chỉ nói rằng đó là mình đọc kinh mình cầu nguyện cho người ta chứ hả là cũng không có kêu thầy pháp gì hết nha các bạn thì đó là chuyện do chị cả của bạn á là đã kể lại tới một cái chuyện chuyện này á là cái ngày hôm đó là mọi người đi làm chưa có về thì bình thường á là dì dặn rằng á là cứ chiều là phải 5 giờ 5 giờ mấy là phải đi lên lầu á mình đóng cửa sổ đóng cái cửa hành lang xong rồi á là phải bật đèn lên đàng hoàng là cứ cỡ 5 giờ 5 giờ mấy là phải làm như vậy thì cái ngày hôm đó là có cái chị giúp việc với lại á là cái đứa con gái nhỏ của người chị cả mới nãy á là tầm khoảng ba bốn tuổi các bạn thì hôm đó là mọi người đi hết trơn chưa ai về hết ở nhà chỉ có hai chị em đó thôi thì do cái ngày hôm đó bình thường là cái cô giúp việc này sẽ lên để mà bật đèn lên hết Nhưng mà do cái ngày hôm đó cái cô này á, cổ ngồi, cổ coi phim Rồi bắt đầu cổ ghiền phim quá, cái cổ mới quên cái giờ luôn Cho tới hả là 6 giờ mấy là vẫn chưa có lên lầu để mà mở đèn, để mà đóng cửa các bạn thì trong cái lúc mà đang ngồi coi phim á thì cái cái cô con con gái út của chị cả đó là nó cứ chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống ngay chỗ cái cầu thang thì ban đầu á là cái chị giúp việc này không có để ý thì cứ nghĩ rằng con nít mà nó chơi nó nó chạy tới chạy lui là cái chuyện bình thường nhưng một hồi sau á là chị cứ để ý chị dòm chị thấy rằng nó chạy lên chạy xuống rồi cái cái nó ban đầu nó cười nó giỡn nhưng sau một hồi nó khó chịu nó khó chịu các bạn và nó cứ dùng dằn nó nói rằng su thua rồi bé tên su xu thua rồi su thua rồi thôi 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 bạn đừng có nắm tay su buông su ra đi su thua rồi mà ê đừng có kéo đừng có dằn tay su mà nó cứ làm vậy nó cứ làm vậy và chị nhìn á cái chị giúp việc này nhìn đó thì thấy rằng làm như giống như là hai đứa con nít mà đang chơi chung với nhau vậy đó cho nên nó là chị này mới kêu Su lỡ đây lỡ đây thì khi mà kêu á nó dùng dằn một hồi nó mới đi lại được thì nó mới hả chị này mới hỏi con bé xu rằng á là Su à, em làm gì vậy em làm gì hả mà em chạy lên chạy xuống nói chuyện với ai vậy thì con bé xu á nó mới chỉ lên ngay chỗ cầu thang nó kìa bạn kìa mà nó mới ba bốn tuổi thôi các bạn kìa bạn kia nãy giờ em chơi hả là rượt đuổi với bạn mà em thua mà bạn đó cứ kéo tay em cứ lo em đi hoài luôn vậy đó trời ơi cái lúc này cái chị giúp việc á dòm lên đâu có thấy ai cho nên rất là sợ các bạn tự nhiên cảm thấy ớn lạnh nhìn lên lầu thì mình chưa có lên mở đèn thành ra là chị này rất là sợ mới rinh con Su đi ra ngoài đóng cửa lại rồi bắt đầu hả là gọi điện cho mấy người trong nhà kêu là về sớm sớm thì một hồi sau có người về á là mới dẫn vô thì khi mà dẫn vô thì chị giúp việc này có kể lại cái chuyện đó cho gia đình nghe thì khi gia đình nghe có hỏi bé xu hỏi rằng đó là À, bạn đó là ai vậy con thì do nó còn nhỏ mà các bạn cho nên nó nói rằng đó là cái bạn đó chơi chung với con chơi hả rượt nhau vui dữ lắm nhưng mà bạn đó hả sao hồi cứ kéo cứ kéo cứ kéo con hoài à cho nên nó là con không có chịu nữa mà bạn đó cứ kéo con thì nó ngô ngê, nó trả lời vậy thì gia đình á của dì mới hỏi rằng đó là cái bạn đó rằng sao là con trai là con gái thì nó nói rằng đó là à, nó không biết nó nói rằng bạn đó bình thường à À, có mắt có mũi có miệng bình thường à nhưng mà hả gia đình rất là quan mang nha thì sao vụ đó cũng đọc kinh thì đó là chuyện thứ hai xảy ra trong nhà cái chuyện thứ ba là về thằng bé bo là con lớn của chị cả đó thì bình thường đó là do là hay có những cái hiện tượng lạ trong nhà chẳng hạn như thấy bóng trắng lướt qua lướt lại đi rất là nhanh các bạn cho nên nó là gia đình của dì là hay tập trung lại để mà đọc kinh thì thằng bé bo nó cũng đọc nữa và thằng bé bo là tầm khoảng sáu bảy tuổi nha thì cái ngày hôm đó là gia đình đang ngồi đọc vậy đó thì nó đang đọc mà nó không có tập trung mà nó cứ nhìn lên trên trần nhà các bạn thì khi mà nó nhìn lên trên ban đầu á thì nó nó nhìn nhìn, nhìn lên xong rồi nó cũng tiếp tục nó đọc thì người nhà người lớn đã để ý rồi nhưng mà do là ngất mặt cho nên nó là cũng không có nhắc liền sau một hồi nó cứ nhìn 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 lên rồi lúc đó hả là mọi người kêu con tập trung đi mà một hồi sao là nó nó ngồi nó nhìn lên về luôn các bạn tưởng tượng được không nó ngồi nó nhìn lên về luôn nè thì gia đình mới kêu bo bo à con tập trung đọc kinh đi con sao vậy sao mà ngồi nhìn lên trần nhà thì nó không có trả lời nó cũng không nhúc nhích nó không có hả là coi như phản ứng gì lại hết thì gia đình mới thấy ủa sao thằng này lạ vậy thằng nhỏ lạ vậy cho nên nó là mới lại thì lại lấy cái người nó thì thấy cái người nó cứ ngắt các bạn cái người nó cứ ngắt và nó ngồi nó cứ nhìn lên trên trần nhà vậy nè là khi mà đây là nó cứ ngắt cứng cứ, cứ ngắt luôn như là tượng luôn thì lúc này gia đình kêu bó à ba con sao vậy con mà con mắt của nó cứ trợn nhìn lên trần nhà vậy đó thì lúc này gì của bạn biết cho nên nó là gì của bạn á là mới lại bàn thờ tổ tiên á là thắp nhang nói rằng á là uh, bé nó còn nhỏ thành ra là đừng có hả uh, là gẹo nó vậy đó tội nghiệp nó nó nó, nó nghe hả uh, là đừng có nhét bé tội nghiệp nó thì khi mà thắt nhang xong á thì bé bo này từ từ gục đầu xuống. Mà khi hả là bình tĩnh lại rồi, gia đình hỏi nó nó cũng không trả lời, nhưng mà cái thái độ của nó rất sợ, làm như là nó thấy cái gì đó mà khiến cho nó sợ hãi. Đến nỗi mà gia đình ai ai hỏi á nó vẫn không trả lời là không trả lời các bạn cho nên nó là mọi người cũng không biết rằng nó nhìn thấy cái gì nữa. Chỉ biết là cái lúc mà nó ngước lên ha là cái cái mặt tay chân của nó là cứng ngắc ngồi như một bức tượng luôn thì các bạn nghĩ coi thấy ghê các bạn ha rồi á là chị của bạn á mấy cái người chị khác á chị hai chẳng hạn là khi nằm trong phòng ha nhiều khi á là cứ thấy một cái bóng lướt qua mà lướt rất là nhanh thì do là chị hai này á là ở dưới tầng trệt cùng tầng với lại người gì của bạn ở mà gì của bạn á thì hay bị đau chân lắm cho nên nó là khi mà gì đi thì gì hay đi chậm chậm thì ban đầu khi mà thấy cái bóng sẹt qua Thì chị hai này cứ tưởng là má của mình Chắc là đi toilet Tại vì toilet là ở cuối dãy Mà ủa má của mình đâu đi nhanh dữ vậy ta Mà nằm đợi hoài cũng không thấy má đi ra Cho nên đó là chị hai này mới đứng dậy Để mà đi ra ngoài phía sau Dòm vô toilet thì không thấy ai cả Mà trong khi rõ ràng mới nãy thấy cái bóng sẹt qua đi rất là nhanh thì sau đó rất là nhiều chuyện lạ xảy ra trong cái nhà này rồi bắt đầu gia đình á là cứ lục đục các bạn gây cãi lộn với nhau xong rồi á là người này người kia bắt đầu dọn ra riêng hết cuối cùng á là tới tận bây giờ cái ngôi nhà này vẫn còn và không có ai ở cả các bạn mà kể cả bán cũng không bán được luôn bạn nói rằng đó là sau này gia đình á là giống như là không có còn thương nhau như hồi xưa thí dụ như À, lễ tết là có tập trung lại ngay chỗ nhà này hoặc là có đám dở gì đó là cứ tập trung lại nói chuyện với nhau một chút là giống như khắc khẩu mà hồi xưa không có cứ khắc khẩu ha à, thí dụ như nấu đám đi mà nói ha nói ai nấu ai nấu là bắt đầu ngồi gây lộn cứ hả là không có còn như hồi xưa nữa các bạn tới tận bây giờ thì nhà này bỏ trống không ai ở cả thì đây là chuyện của một bạn á là đã gửi tin về cho kênh chúng ta kể về ngôi nhà của người gì của bạn các bạn thì hôm nay thi kể tới đây thôi các bạn ha tập 967 thi đã kể xong rồi hẹn gặp lại các bạn ở tập 968 thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào